Khi nào ảnh lên cơn không? Có. Có luôn hả? Rằm này kia. Sao? Tới ngày rằm là lên cơn hả? Dạ. Ngộ quá ta. Nói gì vậy? Dạ, không đây. Hả? Hỏi anh kia để nhau đó là sao? Cũng để thủ vậy. Dạ. Ê, dạ, 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 dạ. Bên Campuchia có vợ người Chăm vậy đó. Người gì? Người Chăm hả? Người Chăm. Chứ không phải người Cam hả? Dạ. Người dân tộc Chăm hả? Dân tộc Chăm sau này như không được cưới người ta, mình bỏ về á. À. Sau này bị gì luôn? Nơi. Ờ. Thì bởi vì nãy giờ Lê Thanh Nghi liên quan với tâm linh đó, tâm linh là vấn đề đó đó. Thứ nhất bùa ngải nè, thứ hai bị ai quở ai hành. Dạ, xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có trở lại tỉnh Biên để thăm gia đình của bà cụ Bẻ Lá Giang. Thì trước đây Lê Thanh cũng có ghé thăm cái hoàn cảnh của bà cụ, và đặc biệt là biết trong nhà bà có một người con trai cũng trên 40 tuổi rồi mà mang cái một cái căn bệnh lạ. Thì Lê Thanh hôm nay đến đây cũng quay cho khán giả xem. Thì Lê Thanh cũng hơi trong người cũng hơi sợ lo, tại ảnh tối ngày trong nhà đóng cửa lại không à, cho nên anh này không có tiếp xúc với ai, cho nên không biết anh như thế nào. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. À, con trai bà đâu rồi? Con trai của bà đâu rồi? Ở trong hả? Thì giờ đóng cửa hả? À, thì anh ấy đang nằm ở trong mùng đó khán giả. Thì bên đặc biệt là bên cạnh cái giường nằm của anh ấy nè. Lê Thanh cái này là chỗ cái dao đó. Thì bên mình ảnh lúc nào cây dao cũng để ở bên đó hết trơn rồi, không biết cái như thế nào nữa. Mình cũng quay cho mình rất là hồi hộp, cảnh giác rồi. Anh ơi, mặc áo ra đây ngồi chơi chút xíu nha. Hôm nay có chuyến đi ngang đây con ghé thăm sức khỏe của bà. À, lúc trước thì ông vẫn còn thấy đường mà bây giờ ông hết thấy luôn hay gì à? Ừ, hết. Hết thấy đường luôn hả? Ừ. À, cái con mắt ông là bị cái gì vậy? Mắt ông bị gì vậy? Không bị gì đâu. Không bị gì mà tự nhiên không thấy luôn hả? Dạ. Ôi. À, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Ông. Bà, tuổi của bà? Ba, 74. 74 hả? 1942. Ừ. Thì bên cạnh bà với ông thì có một đứa con trai nè. Ôi, tóc dài quá nè. À, con trai của bà bị bệnh gì vậy? Cái anh bên đây nè. Ừ. Bị thương gì đúng á. Bị gì? Thương. Anh bị gì mình biết không? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Thương ơi. Con trai bà bị cái gì? Hả? Con trai bà bị cái gì vậy? Sao cái thư ấy tập về thật ra. Thư ấy. Bạn thư ấy là vậy. Là sao bị cái gì mới về thành gì chứ? Anh không được bình thường đúng không? Dạ. À. Tâm thần. Tâm thần ha. Ừ. À. Bị lâu chưa con trai của bà bị lâu chưa? Rồi. 20 năm rồi. 20 năm. Ảnh có vợ con gì không bà? Có vợ, vợ bị bò. À. Cho bà nuôi. Tức là khi mà anh phát bệnh ra vợ mới bỏ hay sao? Ừ. Hay là bỏ trước đó? Ừ. Tức là người vợ thấy ảnh bệnh rồi mới bỏ hay là mình bệnh anh ta bỏ rồi. À. Nãy giờ tôi cũng chưa hiểu nữa. Tức là bỏ ảnh khi thấy anh bệnh bỏ hay là bỏ trước cái lúc anh bệnh á? Khi bệnh á, vừa nhập bệnh luôn rồi. Người à. Ta bỏ đó. Rồi rồi em hiểu rồi. Tức là thấy anh bệnh rồi bỏ luôn ha. Có con gì không? Ảnh có không con không? Không có. Không có con hả? Ừ. Để Thanh hỏi anh thêm, anh biết tiếng Việt không nghe. Anh tên gì? Tên của anh á? Chào Sơn. Hả? Anh biết mà. Anh nghe. Tên gì? Chào Sơn. Chào Sơn. Sơn. Chào Xuân. Chào Xuân. Chào Xuân. Ừ. À. Hôm nay anh nhiêu tuổi rồi anh Chào Xuân? Mấy. Nhớ không? Nhớ không? Năm mấy bông mấy đấy. Bốn mấy tuổi hả? Ừ. Bông 48. 48 tuổi ha. Ừ. Chắc anh cũng nghe mình nói tiếng Việt anh cũng biết, nhưng mà chắc có lẽ là ít nói chuyện ha. Ít nói chuyện, tiếp xúc người. Rồi tối ngày anh ở chỉ ở trong nhà như vậy thôi hả? Đâu có đi đâu hả? Dạ. Không đi đâu. Không đi đâu luôn. Ở trong nhà không à. Cực đi đây cũng bớt tế luôn. Ở giờ thấy anh nằm trong mộng á. Ừ, cứ đi vài, cứ ở nhà đi vài. Có khi nào anh lên cơn không? Có. Có luôn hả? Rằm này kia. Sao? Tới ngày rằm là lên cơn hả? Dạ. Ngộ ta. Cái này không có liên quan tâm linh không đâu. Cái này cũng. Tại vì anh tới ngày rằm mới
Hiện giờ sức khỏe anh sao rồi, trong người anh sao? Hả? Trong người á, trong người hiện giờ sao, có khỏe không? Dạ, sụp bài thơm mà na đó. Bài thơm mà na. Khỏe vẫn khỏe. Vẫn khỏe ha. Cứ tới ngày... Cứ ngày rằm là... Ồ, tới ngày rằm lại lên cơn. Mà ngày thường thì không có hả cô? Sao ngộ ta? Ví dụ nếu mà bên tâm thần thì chẳng hạn như nắng nó mới bị thôi. Dù nắng rắc được mới bị. Dạ đúng rồi. À. Chứ bây giờ đâu có cái giấy tâm thần đâu. Ủa sao? Ủa sao gì kỳ vậy? Không có. Có đi khám không? Đâu có đâu. Từ ông về đây tới giờ là ông ở đây luôn, không có đi làm vậy ta. Ờ bởi vì không có giấy tâm thần á. Đâu có tiền để cắt gì đâu. Rồi không có ai hất tóc cho ảnh được hay sao? Ảnh không cho hả? Ổng tự xử rồi. À. Sao quen. Lạnh nói gì? Lạnh nói gì? Tóc hơi dài. Ờ à, tóc hơi dài hả? Sao mình không hớt lên cho mát anh Sơn? Không hớt lên cho nó mát, chưa nắng nè. Không hả? Chị ạ. Rồi anh cũng biết cắt ngón tay, vũ ngón tay đẹp lắm nè. Cắt luôn cái bắn. Có người ta không làm được điều đó đâu. Bị cắt ý sạch sẽ lắm. Không, làm sạch sẽ lắm. Rồi cơm là tự anh bới ăn hay là mình múc cho anh ăn gì bà? Ăn... nấu canh, cơm nấu riêng. Ảnh tự nấu? Dạ. Ôi. Mình có cái bếp riêng hay cũng bếp chung luôn? Không. Bếp riêng hả? Dạ. Ồ. Ảnh tự nấu riêng, còn nấu ăn thì bà làm tự nấu. Trước, ba, sáu. Ồ. Rồi đồ ăn, ăn ai làm? Đồ ăn bà làm. À, làm cho anh hả? Dạ. Ủa sao không nấu cho ảnh ăn luôn bà cho tiện? Cơm ăn. Không cơm chịu hả? Bà ảnh ăn chay hay ăn mặn vậy? Anh ăn chay hay ăn mặn? Ăn mặn hả? Dạ. Chứ anh ít nói chuyện ha. Dạ dạ. Ít chuyện, ông cũng ít chuyện. Cái chỗ anh nấu chỗ nào anh dắt Lê Thanh vô được không? Ngược lại đập bài lại đứng em kia tôi mưa tiếp nè. Dạ. Ha. Nè, đâm đi nè. Gì đâu? Đâm ở đây hả? À? Nấu chỗ đây chứ không phải trong bếp hả? Ừ. Bếp đâm lên. À. Nó có bếp riêng hả? Ồ, cái đó hả? Ừ. Thôi anh sao đây, đi đi với em. Đi, anh dắt đây. Em đi đi. Đi hao từ thớt. Đâu chỗ đây nè. À đi. Ủa, chứ không phải nấu ngoài bếp kia sao? Nấu canh. Ờ, đâu chỗ này nè. Mình theo chân anh nha. Đâu. À. Rồi anh mỗi lần anh ấy lên nấu nồi cơm này luôn. Sao anh không chịu nấu chung ta? Lạ đó ha. À, cái chỗ anh ngủ chỗ nào rồi dắt em chóng quay cho khán giả xem ha. Đó thì theo chân anh luôn. Hôm nay ghé thăm, hôm nay Lê Thanh cũng chỗ này đã. Rồi cái nồi cơm này của anh thấy gì? Ui gạo nhiều quá đâu. Nguyên bao luôn nè. Ta cho hả? Nguyên bao luôn. Chỗ ngủ anh cũng gọn quá ha. Chứ của người ta là với mấy người mà như ảnh là sạch sẽ lắm, vali. Ừ. Có vali luôn hả? Dạ. Đó, đó. Đồ của anh xếp để chồng sẵn luôn hả? Ừ. Wow. Ở bên đây là cái gì trong đó gì? Cái nhà. Nhà ống sao? Đặt nghe. Ồ. Chỗ này. Chỗ này sao trống lỏng ha? Ừ. Anh ít nói chuyện, tóc dài luôn, tóc bạc luôn nè. Tóc trắng luôn. Lúc trước xong nghe nói em dữ lắm, em đâu dám vô đâu. Dạ, tới... Đóng bít lỡ hết luôn. Dạ, tới ngày gì thôi. Tới ngày thôi phải không? Rằm là tháng nào cũng vậy luôn hả gì? Dạ. Anh Son anh biết là cái tới cái ngày rằm nó làm cho anh như thế nào anh biết không? Anh nói tiếng cơm. Chọc này kia, thí dụ cái gì rớt trúng tóc nhà cũng ổn đi. Làm như quan hồn vậy. Làm gì làm như quan hồn gì? Ví dụ cái gì đó chúng tôi nha, đùng cái ổng cứ nói quán hồn. Nói là trời ổng. Rồi tới cái ngày rằm là chỉ một ngày hay là mấy ngày anh Son? Hai ngày hả? Ừ. Tức là có lúc anh cũng hiểu tiếng mình nói, có lúc chắc cũng không hiểu quá. Dạ. Tiếng nào dễ thì anh hiểu. Ủa, sao anh để cái dao đó ghê vậy? Ừ. Dạ, anh hỏi anh kêu để vào đó là sao? Để thủ gì? Anh kêu. Bởi vì dấu em phải đi kèm anh. Đi kèm em đó hả? Ừ. Em chỉ đến đây quay hỏi thăm sức khỏe thôi chứ không có gì nha. À, vui vẻ nha. Dạ.
Hả? Kỹ thuật chứ, cực gì. Là sao? Chuôn như nó hồi lui rồi. Thôi mình đi ra đi. Dạ dạ. Anh nói anh, để, anh nói anh cái dao để đó để làm cái gì? Anh nói anh trả lời sao? Nói đây nha. Cậu mặt tục thể. Ủa? Mặt tục thể. Hãy làm cái gì? Dành để chặt củi sao nhà. Trời sao anh dắt ngay chăn cái giường á. Chị ra, mà anh có chặt củi không? Chắc không có đâu ha. Dạ dạ. Anh nói gì thôi không? Rồi à. Em sức mùa hồi. Ở đây ngồi chơi xíu đi em cho tiền. Ở đây ngồi chơi xíu đi nha. Thì hôm nay mình cũng hoảng khép để đột nhập vào ở bên trong. Đột nhập vào ở bên trong để xem cái anh Son cái vị trí như thế nào. Tại vì đợt trước là Thanh có ghé đó rồi nghe bà nó đóng cửa là khóa là hết rồi. Không có vô được. Cho nên lần này cũng mời ảnh ra nói chuyện. Thì được bà con chia sẻ thì mấy cái ngày bình thường thì không có gì. Thì như cái thường lạ đến với ảnh là vào những cái ngày rằm thôi. Chắc là Thanh nghĩ chắc liên quan tâm linh rồi, nếu mà tháng nào cũng vậy hết luôn á. Tháng nào tới ngày rằm là cũng vậy hết luôn á bà. Yeah. Ừ. Anh ở gần đây anh có thấy anh có cái biểu hiện gì như thế nào không? Cứ la lên vậy thôi. Là là mà la mà anh thường thường nói cái từ gì á? Chữ thục nghe. Chữ thục hả? Ồ. Mà trước khi mà cái anh Son anh phát bệnh nó có cái triệu chứng gì lạ với ảnh không gì bà? Trước khi ảnh bệnh á. Vì cái sự mình mơn mua hạt ấy chanh mà cái đánh. Mà chơi từ quá nhá. Phải có một cái động tịnh gì trước khi anh xảy ra bệnh đó chẳng hạn như có ai làm gì ảnh không đó? Trước khi đó là đi Campuchia. Ờ. Chị nghe. Bố tôi rồi khoe. Năm tính năm tính một. Pì môn dân chập chư những cụ thờ ca sọc mẹ. Ờ, đồ của bọt. Đi làm ở Campuchia. Làm... Cái này anh nghe bà kể, thằng ấy kể đó. Nghe nó đi bên Campuchia có vợ người Chăm vậy đó. Người gì? Người Chăm hả? Người Chăm đó. Chứ không phải người Cam hả? Dạ. Người dân tộc Chăm hả? Người dân tộc Chăm sau này như là không được cưới người ta, mình bỏ về á. Sau này bị gì luôn? Rồi. Ờ. Thì bởi vì nãy giờ Lê Thanh Nghi liên quan với tâm linh đó, tâm linh là vấn đề đó. Thứ nhất bùa ngải nè, thứ hai bị ai quở ai hành nè. Hồi đó ông đi Campuchia đi làm á. Sau này nghe nó quen ở bên Campuchia, quen người Chăm vậy đó. Sau này quay về là vậy luôn. Tức là bỏ cái cô gái bên đó. Dạ. Về là bị. Cắt lúa ha. Rồi anh còn nhớ không? Anh nhớ anh quen cái cô gái Campuchia không? Hỏi nè. Luôn anh ta rồi cắt lại rồi tôi đúng tôi thấy rồi sao ấy rồi sao chứ nó là cái mình làm tôi cần ông men skill kia mình nói đúng đấy là sạp bạn nói uống chết rồi hay sao bạn bạn chết hết rồi mấy người đó là dạ sạp ở thôi chứ có lẽ là cũng có cái phần nghi vấn là anh là bị ta làm bùa hại quá đi theo người ta kêu đi. Tức là anh đi theo người ta. Mình bọn nó đúng thế. Mình sao anh? Mình anh tỉnh. Không có. Có vợ. Không có vợ. Không có bồ. Không bồ á. Chắc nhiều khi anh không nhớ đó. Như về có nói với mẹ đâu. Mẹ mới biết á. Dạ. Ừ. Ôi sự việc này cũng xảy đến với anh làm cái... Làm cho ông bà cũng hơi khổ ha. Tại vì lo cho anh nè. Thì phải đi bẻ lá giang nè, đi lên núi nè. Gánh lá giang, bẻ lá giang về bán. À, mùa này lá giang được ký nhiêu bà? Một bó 5.000. Một bó 5.000 nghe. Nó được 1 ký không hay là ít? Không, bằng ký đâu, bằng bó. Ờ, à, bó gì không nghe? Bằng xào bó, 30. Ngày bà đi bẻ được, bán được nhiêu tiền? 30.000. Ngày được 30.000 hả? Ồ, đi leo núi này kia nữa chứ đâu phải dưới có đâu. Lên núi... Rồi anh này có uống thuốc hàng ngày gì không? Con trai bà nè. Hỏi rồi. Mình học năm đấy. Năm nè. Nghỉ rồi. Năm chút. Nghỉ uống rồi. Nghỉ uống thuốc à? Uống thuốc. Mình chụp tiền. Thuốc tôi mua cũng tốn tiền nhiều ha. Tiền đâu mua. Bà bàn là giang chụp.
bán nhang chút chút không đâu có tiền mua. Rồi ông hiện giờ hết thấy đường luôn nè. Đường ông chắc đi mua nghe ông tối đi mua ở chị Tôn cái kiến. Mua cái kiến hả? Kiến đeo mắt hả? Đeo được đâu chừng 3 ngày ông nói hết thay đường. Ồ. Tức là kiến độ đó, người ta đo độ đó. Dạ. Tức là mình hết thấy hay là mình chỉ còn thấy mờ mờ vậy ông? Hết thấy luôn hay gì? Hơi thà thế. Thô cái chô chứ mơ khơi nhé. Hơi vẫn thấy. Vẫn thấy ha. Vẫn thấy mờ mờ ha. Thôi thì hôm nay Lê Thanh đến đây để ghé thăm bà. Để hỏi thăm sức khỏe với biết bà có người con trai bị mang cái bệnh tâm thần đó. Thì theo bà chia sẻ đó thì nghe vậy thôi chứ cũng không biết bên tâm thần ở tâm linh nữa. Thì cho bà con nhận xét đi. Chứ Lê Thanh cũng nghi tâm linh đó. Tại vì tại tâm thần thì ví dụ nắng lên mình mới lên cơn thôi. Còn khi mà vướng vào tâm linh thì chỉ ngày gầm, ngày lễ hay gì đó thì anh mới lên cơn. Thì có lẽ là Lê Thanh với bà con, cũng một số bà con nghĩ là có liên quan với tâm linh. Đó, cho nên Lê Thanh cũng quay một đoạn video. Cũng gửi cho bà chút ít tiền nha. Tại vì Lê Thanh cũng còn cái quỹ nho nhỏ chút ít đây nè. Để gửi cho bà con trong cái hoàn cảnh đặc biệt như gia đình của bà ở đây. Đó, thì Lê Thanh sẽ nhín tiền của chị Trinh gửi cho bà 500 ngàn nha. Để cho bà xây sở cuộc sống, có thể mua thuốc cho con trai của bà uống hoặc là mua thuốc cho ông uống ha. Hay là một tấm lòng nho nhỏ nha. Lê Thanh gửi cho bà 500 ngàn tấm lòng của chị Trinh nha. Thật con, mong cho sức khỏe con. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà. Rồi cũng con xin chúc cho ông bà mạnh giỏi, khỏe mạnh nha. Dạ. Và bình an trong cuộc sống. Rồi. Thôi em chào anh nha. Chào anh nha. Rồi, cố gắng lên nha. Lê Thanh cũng chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo ạ.